Anh em có thể nghĩ rằng những người đi tìm kho báu thường phải trang bị rất nhiều công cụ đặc biệt cũng như sở hữu những kỹ năng nhất định mới có thể khám phá từng ngõ ngách trên thế giới và tìm thấy điều mình muốn. Thật ra đôi khi bạn chỉ cần may mắn mà thôi vì chúng có thể ở ngay xung quanh bạn. Có không ít những kho báu được tìm thấy bởi những con người bình thường như bao người khác. Hãy cùng Taka khám phá. Những kho báu được phát hiện tình cờ. Phát hiện hóa thạch quý hiếm 185 triệu năm tuổi. Một thợ săn hóa thạch trẻ tuổi tại Anh vừa phát hiện ra một hóa thạch 185 triệu năm tuổi sau khi phá vỡ một tảng đá có bề ngoài như một quả đạn pháo súng thần công trên bãi biển ở Yorkshire. Aaron Smith, 22 tuổi, là người đã phát hiện ra hóa thạch đặc biệt có vỏ ngoài được bọc bằng chất liệu pyrite này. Với kinh nghiệm đi săn hóa thạch của mình, Smith nghi ngờ rằng bên trong quả đạn pháo có chứa hóa thạch và thực sự đúng như vậy. Hiện tượng bê tông hóa với đá pyrite có thể được tìm thấy trong đá phiến và phổ biến dọc theo bờ biển Yorkshire. Hóa thạch được tìm thấy là một loài đặc biệt đã tuyệt chủng thuộc họ bạch tuộc Cephalopod tồn tại trong kỷ Jura. Thực tế, mực và bạch tuộc là loài hiếm khi được tìm thấy dưới dạng hóa thạch vì chúng không có vỏ cứng, nhưng dường như đã có sự khác biệt với loài sinh vật mới được phát hiện này. Những mẫu vật này hầu hết không bị nghiền nát bởi áp lực lớn được tạo ra trong quá trình hóa thạch, chính vì vậy chúng được bảo tồn hoàn toàn bởi đá vôi. Loài sinh vật hóa thạch mà Smith tìm thấy được cho là chủ yếu ăn sao biển, động vật giáp xác nhỏ như tôm và các sinh vật biển nhỏ khác, sử dụng các xúc tu của chúng để thăm dò đáy biển trước khi bắt con mồi. Các sinh vật này di chuyển bằng lực đẩy phản lực thông qua một ống gần miệng phun nước, giống như một số loài mực hiện đại. Dọn nhà, xém bỏ đi tranh quý 25 tỷ đồng. Anh em nhà Landor không thể ngờ rằng bức tranh cũ kỹ trong phòng ăn có từ thời ông bà của họ lại đáng giá cả một gia tài. Trước đây, anh em nhà Landor vẫn nghĩ rằng đó là một bức tranh cũ bình thường mà ông bà của họ đã treo ở phòng ăn từ hàng thập kỷ nay và họ giữ lại nó như một vật kỷ niệm. Tuy nhiên, sau khi đem bức tranh đi đấu giá thanh lý thì họ mới biết rằng thứ mà họ suýt bỏ đi là một kiệt tác của danh họa Rembrandt van Zeerin đáng giá cả một gia tài. Ba anh em nhà Landor bao gồm Ned, Roger và Steven sống ở Teaneck, New Jersey vừa dọn dẹp lại căn phòng của người mẹ quá cố. Trong số những vật dụng mà họ tìm thấy có bộ trà bằng bạc, bộ bàn bóng bàn cũ và đặc biệt còn có một bức tranh chán ngắt mà anh em họ đã quen nhìn thấy từ khi họ còn là những đứa trẻ. Nó mô tả một người phụ nữ đang bất tỉnh trên ghế và có hai người đàn ông đang cố làm bà ấy tỉnh lại bằng muối thơm. Họ lên kế hoạch để thanh lý nó cùng một số ít đồ dùng khác trong nhà không dùng tới. Sau khi được mang đi đấu giá, những món đồ bạc lại mang về khoản tiền nhỉnh hơn dự kiến. Còn những bức tranh thì được trả giá khá rẻ mạt. Tuy nhiên, chỉ riêng bức tranh người bệnh bất tỉnh nhanh chóng đạt được con số cao ngất ngưởng. Giá ban đầu được đưa ra là 250 USD và nó nhanh chóng đạt được 800 USD. Sự việc bỗng dưng thay đổi đột ngột khi có một người đấu giá gọi đến từ Pháp và trả 5.000 USD cho bức tranh. Tiếp đó, một người đấu giá từ Đức gọi đến và trả giá cao hơn cho bức tranh. Cuộc chạy đua vẫn tiếp tục diễn ra gay cấn và bức tranh nhanh chóng được đẩy giá cao kinh ngạc từ 80.000 USD rồi đến 400.000 USD và cuối cùng dừng lại ở con số không thể mơ nổi là 1,1 triệu USD, tương đương với khoảng 25 tỷ Việt Nam đồng. Người trả tiền để mua bức tranh trên là một nhà chuyên buôn tranh đến từ Pháp. Một nguồn tin tức cho hay bức tranh sau đó được bán lại cho một nhà sưu tầm tranh quý giá với giá 4 triệu USD. Hiện người mua này đã sở hữu 3 trong 5 bức tranh quý cùng bộ của Rembrandt van Rijn và bức người bệnh bất tỉnh là bức thứ tư mà nhà sưu tầm này đang tìm kiếm. Thậm chí đến cả nhà đấu giá cũng không hiểu điều gì đang xảy ra cho đến khi người đấu giá ở Đức giải thích về xuất xứ của bức tranh. Trong khi đó, anh em Landor dường như không hề hay biết gì về một khoản tiền cách xù vừa rơi trúng đầu họ. Cả gia đình đang trong kỳ nghỉ Yom Kippur của người Do Thái và họ tắt tất cả các thiết bị di động để tránh bị làm phiền bởi thế giới bên ngoài. Một vài ngày sau đó, Roger Landor đã chủ động liên lạc với Johnny để hỏi xem thông tin về cuộc đấu giá và được cho biết mọi thứ diễn ra rất tốt. Và họ dường như phát cuồng khi nghe đến con số mà cả ba anh em họ dường như chưa bao giờ mơ đến. Bức tranh cũ trong nhà được họ biết đến là một kiệt tác của Rembrandt đang được giới săn tranh tìm kiếm bấy lâu nay. Bức tranh nằm trong một bộ 5 bức tranh với chủ đề năm giác quan được vẽ từ những năm 1600. Tên chính của bức tranh đó là The Unconscious Patient, tạm dịch là bệnh nhân bất tỉnh, miêu tả về khứu giác. Nó có thể được vẽ vào khoảng năm 1624 khi đại danh họa mới chỉ là một thiếu niên. Cũng giống như ba anh em nhà Landor, ông bà của họ cũng không biết gì về giá trị của bức tranh mà chỉ vô tình mua được nó từ một cuộc đấu giá năm 1930. Những món đồ thuộc về cựu thủ tướng Winston Churchill vô tình được tìm thấy trong một bãi rác.
David Rose là một người đã làm việc tại bãi rác trong suốt 15 năm. Một ngày, ông phát hiện ra một kho báu thực sự bị chôn vùi trong thùng rác. Ông cho biết mình có thể lấy ra bất cứ thứ gì bản thân thích, chủ yếu là đồ cổ. Mới đây, tìm trong đống đổ nát, Rose đã lôi ra một chiếc mũ, một điếu xì gà và một bộ sưu tập các chữ cái. Ông đã đem các món đồ nói trên tới triển lãm đồ cổ của BBC vào tháng 3 năm 2019 và biết rằng các tác phẩm từng thuộc về cựu thủ tướng Winston Churchill, đây là một trong những thủ tướng Anh nổi tiếng nhất lịch sử thế giới. Chuyên gia nhận định rằng những món đồ trên bây giờ có giá trị lên tới hơn 13.000 USD. Bát cổ 3 USD được bán tới 2,2 triệu USD. Một chiếc bát cổ nghìn năm tuổi từng được mua ở chợ trời với giá chưa đầy 3 USD đã lập tức được đấu giá chót vót 2,2 triệu USD tại New York. Theo đại diện nhà đấu giá, chiếc bát có đường kính 12,7cm, màu trắng, được làm vào thời nhà Bắc Tống, tức là cách đây chừng 1.000 năm. Chiếc bát này đã được một gia đình mua tại một nơi bán đồ cũ ở New York, Mỹ vài năm trước với giá 3 USD. Lúc đầu, chiếc bát chỉ được dùng để trang trí ở nhà. Sau khi được các chuyên gia đồ cổ tư vấn, những người chủ sở hữu của nó mới tò mò và đem đi kiểm tra tuổi cũng như giá trị của nó. Đại diện của Sotheby's ước tính giá chiếc bát vào khoảng 200-300.000 USD. Thế nhưng nhà mua đồ cổ có tiếng, Yusif Eskenazi đã bỏ ra 2,22 triệu USD để có được chiếc bát cổ quý hiếm này. Số phận kỳ bí của bức tranh được định giá 171 triệu USD. Năm 2014, nhà đấu giá Marc Labarc, người Pháp đã nhận được cuộc điện thoại bất ngờ từ một người bạn. Trên gác xếp căn nhà của họ ở Toulouse có một bức tranh bị phủi bụi, đôi chỗ loang màu do bị nước rò rỉ nhưng bức tranh trông có vẻ giá trị. Labarc gửi một bức tranh chụp ảnh cho chuyên gia thẩm định nghệ thuật Eric Turquin ở Paris. Kết quả, Turquin đã xác định đó là một tác phẩm bị thất lạc của bậc thầy người Ý Michelangelo Caravaggio có tên Judith và Holofernes vẽ vào khoảng năm 1607. Trong kinh Cựu Ước, Judith là một quả phụ ở thành phố Bellutia, nơi bị bao vây bởi quân đội của tướng Assyrian Holofernes. Để cứu thành phố, bà tìm cách quyến rũ vị tướng trong lều của ông ta rồi chặt đầu hắn. Bức tranh miêu tả là đoạn kinh thánh này. Chuyên gia thẩm định nghệ thuật Turquin cho rằng bức tranh có một lịch sử phức tạp, nó được vẽ sau khi mà họa sĩ Caravaggio chạy trốn khỏi Rome do bị buộc tội giết người. Bức tranh phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong phong cách mà họa sĩ Caravaggio đã xây dựng từ khi còn lưu vong ở Naples. Trước khi được phát hiện ở thành phố Toulouse, chỉ có một bản sao công phu của bức tranh Judith và Holofernes được vẽ bởi Louis Finson là chỉ ra sự tồn tại của bản gốc. Tất nhiên, sự tồn tại bức tranh chép của Finson cũng đặt ra vấn đề làm sao chúng ta có thể chắc chắn được bức tranh ở Toulouse là bản gốc chứ không phải là một bản sao. Đối với Turquin, có hai khía cạnh chứng minh tính xác thực của nó. Đầu tiên là sự sống động của bức tranh, ngoài ra còn có một số bằng chứng hữu hình hơn, đó là sự hiện diện của pedimenti, dấu vết của sự sửa đổi bên dưới lớp màu. Người chép tranh chỉ tái tạo chính xác những gì trước mặt anh ta, nhưng họa sĩ thì thay đổi suy nghĩ của mình khi vẽ. Tác phẩm nghệ thuật này còn được bảo quản tốt bất ngờ với niên đại lâu đời của nó. Một quân cờ bị bỏ quên trong ngăn kéo suốt 50 năm có giá trị lên tới 1,3 triệu USD. Người đàn ông từng kinh doanh đồ cổ tại Scotland đã bỏ ra 6 USD, tức khoảng 140.000 đồng để mua lại một quân cờ cũ kỹ được làm từ ngà voi. Khi đó, ông không hề biết rằng đây là quân cờ của bộ cờ vua Lewis Chessman nổi tiếng từ thời Trung Cổ và hiện quân cờ này có giá trị lên tới 1,3 triệu USD, tức là hơn 30 tỷ Việt Nam đồng. Một thành viên trong gia đình của người đàn ông này cho biết quân cờ đã được cất giữ trong nhà của ông nội anh ta tại thủ đô Edinburgh, Scotland và mọi người đều không biết giá trị thực sự của nó. Quân cờ đã nằm trong ngăn kéo bàn của gia đình này suốt 55 năm qua. Thành viên của gia đình nói trên cho biết, khi ông tôi qua đời, mẹ tôi đã thừa hưởng lại quân cờ này. Mẹ tôi rất thích quân cờ vua này vì bà ngưỡng mộ sự phức tạp và khó hiểu của nó. Bà tin rằng nó có điều gì đó đặc biệt và nghĩ rằng có lẽ nó còn có ý nghĩa kỳ diệu nào đó mà gia đình bà chưa biết được. Gia đình này đã quyết định mang quân cờ đến một cửa hàng thẩm định đồ cổ để nhờ xem xét về giá trị thực sự của nó. Nhà đấu giá Solothis cho biết tác phẩm được đặt tên là Lewis Water được cho là nằm trong số các quân cờ vua Lewis được tìm thấy trên hòn đảo Isle of Lewis của Scotland năm 1831.
Nguồn gốc của bộ cờ vua Lewis Chessman vẫn là một điều bí ẩn đối với tất cả mọi người, nhưng chúng được cho rằng ra đời vào cuối thế kỷ 12 hoặc đầu thế kỷ 13 tại Na Uy. Các quân cờ đầu tiên được tìm thấy cách đây 168 năm vào năm 1831 trên đảo Lewis. Theo nhiều nguồn thông tin, bộ cờ vua này bao gồm tổng cộng 93 đồ vật gồm 4 bộ cờ hoàn chỉnh và một chiếc thắt lưng. Trong số đó, 82 hiện vật nằm trong Bảo tàng Anh, 11 hiện vật nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Quốc gia Scotland, trong đó một quân cờ vừa được phát hiện ra và 4 hiện vật vẫn chưa tìm thấy. Và đừng quên nhấn like, share và subscribe Tagawai ngay lập tức để cập nhật những thông tin cực bổ ích và thú vị từ chúng mình nhé. Goodbye!